Anh em nhé, xin chào tất cả các bác. Thời tiết chỗ em dạo này lại mưa nắng thất thường các bác. Anh em hôm nay thì không đi được rừng, nên có anh quanh ở nhà đi kiếm vài tổ ong vàng thôi. Còn không? Còn. Còn hả? Còn thì chiến luôn. Ong thì mùa này vẫn còn bé các bác ạ, nhưng mà bé vẫn không kịp ấy. Năm nay thu mua ong vàng sớm nên là giờ những cái tổ nó chưa kịp phát triển luôn cơ. Năm ngoái tầm giờ anh em lấy thì có tổ bằng bát con với bát tô thôi. Năm nay đang còn rất là bé, tại vì lấy rồi, ong làm lại tổ khác. Hơ nha quý nha. Hơ bên ngoài thôi, hơ khóa rồi để lát nữa còn tận dụng được cái tổ. Tổ 2 triệu mốt một cân đấy. Ngoài đốt tổ đến đó đấy đâu. Cái ong vàng có đốt bao giờ đâu. Đốt tay rồi. Nhiều quần phết đấy chứ. Đập ngay sát đất luôn. Vào thì vào. Mình to thế mà sợ có đau đúng không? Dài à? Thôi được đấy. Ừ. Xem chắc không? Đây, cầm vào cho nó có bộ bàn. Ô tổ này cũng chắc đấy chứ. Bây giờ chắc mà. Giờ chắc rồi. Thế là cũng to đấy nhỉ. Thế là to, thế này là to rồi. Năm ngoái mình lấy cũng tầm này thôi mà. Một tổ đầu tiên. Cố gắng kiếm lấy 10-15 tổ thế này là ngon rồi. Đây các bác ạ. Cái tổ ong nằm ở ngay giữa cái thân cây xoan này luôn. Dén hả mày? Dén rồi. Hồi vào đây vào luôn thôi mà. Cắn lên TV mồm đi. Về mồm. Anh thò tay lấy được rồi mà. Ừ, con đang đậu, nó chưa đi ra hẳn. Nhưng mà nó đau đấy, bảo thế chứ. Về mồm. Đặc đấy. Đơn giản, lấy các trong các loại ong, lấy ong vàng là đơn giản nhất, dễ nhất. Hôm nay trời không nắng đâu các bác, trời mà nắng thì anh em đi như thế này là tìm được rất là nhiều luôn. Ồ, chắc phết đấy chứ nhỉ. Nhưng mà chưa đóng nắp. Chưa đến đóng nắp không? Ý quý bảo tổ này chưa to bằng tổ kia hả? Chưa. Thì ngón tay 10 ngón thì cũng phải ngón 9 ngón 10 chứ đúng không? Mày thằng nào này? Tổ này thì chọc cái thôi. Cao lắm. Chạy. Ồ, sao thế? Ui. Sư tùy đốt. Nó xuống đấy. Nó xuống mà nó lao vào đầu ấy. Quý một con vừa xuống đứng trước này quý này. Cho cái ngọn dương xỉ đỏ đỏ ấy. Qua cái đấy ngọn dương xỉ bên kia kìa, cách mình tầm 6 mét. Đào hái luôn. Dương xỉ châu, à rau dớn châu ấy. Đấy vừa xuống đấy anh ấy. Vừa xuống xong đấy. Ô bà quý tiếp à? Đây rồi. Quý có một tổ à? Ừ. Vừa đạp qua cái tổ ấy luôn. Ong tay áo luôn. Bây giờ đi lại không có việc gì đâu. Ong áo nó có hỗn nữa mà. Ờ, cùng lắm nó cũng đốt phát thôi mà. Chơi anh quý, chơi vui. Ờ, tổ cũng bình thường đấy chứ. Không bé. Chưa hết con kìa. Liệu xem có chắc như mấy tổ kia không? Ui, không chắc lắm. Bé thôi nhỉ. Ong chưa to các bác ạ. Ong béo thôi chứ. Ong béo thôi. Gỡ mệt lắm, gỡ lâu lắm. Lâu với lại nó... Anh ăn lấy tổ kia chưa? Thấy đâu. Hả? Thấy được. To không? To.
bằng tổ này hả? Lấy rồi. Dạ. Lấy rồi, tổ này lấy rồi. Ở cái đám lau cù, lau lách này thì cũng làm nhưng mà nó rậm các bác ạ. Rậm lắm, lút người luôn. Thấy chưa? Hello các bạn. Lấy đà đấy. Tôi chào bạn rồi, bạn đã chào tôi chưa? Có thể sẽ vêu mồm. Cái này mình mà lấy cái hộp mình hương muỗi nhỉ. Hương muỗi đi mình thổi. Có tờ giấy là được rồi. Ví dụ sẵn có tờ giấy không? Như bác nào hút thuốc thì chỉ cần đúng một điếu thuốc ngậm hơi thật sâu phá vào phát là đây khắc ra. Dập lửa nhá, dập lửa nhá. Bây giờ nó cũng không nắng nữa, không như lúc trưa. Cứ dồn nhiều vào. Kiểu bay loạn xạ lên kìa. Đấy, nhiều đấy. Nhiều đấy. Ở cái này thì gọi là đúng là lối đi nào cho chúng ta đây. Lối đi đến đường nào cho chúng ta. Rất là rộng. Đảm vào tổ ong lên. Ai đi trước thì im thôi. Đập vào thì ngồi im. Nói chung là cái ong đi kiếm mồi thì nó lâu lâu mới về một con các bác, nhưng chủ yếu là anh em soi là soi cái ong đi lấy nước. Nước trời càng nóng thì ong đi càng nhiều. Nếu mà kiểu ong ra ấy. Đúng. À, có sa cạp mà lo gì? Nếu như mà nó mà ra đốt đấy thì mình rút cái đầu mình vào trong cái bụi rậm ấy để cho cái phao câu ra. Có gì đâu. Có mà. Chắc là ít. Từ nhỏ. Từ bé. Thứ xéo. Đâu rồi? Có đâu? Hay là ở góc nào? Xuống đấy. Cái đấy đi kiếm mồi. Xuống ít để cho nó xuống. Kiếm mồi thôi. À, đi kiếm mồi hay là nó. Chắc thế mình nói là một điều khác này. Cứ mồi thôi. Nước đây rồi, đây nào. Đào luôn. Đây, trong này này. Đây, cứ đi. Đừng đạp. Ký lại, từ từ, đừng vội đạp ấy. Thấy chưa? Nhỏ tí. Cạp. À, còn đây này. Đấy, kìa nó ra kìa. Đây, con này có mồm kìa. Đây, còn hát đấy. Tắt mất lửa rồi. Không lấy ong gì mà dễ như ong vàng. Đây, mùa ong vàng thì thi nhau đi lấy, còn đến mùa ong cằn lá ấy. Lúc đấy là cứ phải là liều. What? Ở đây. Đang gại đòn đấy, Quý đang gại đòn này anh em ạ. Ôi, Quý con nhện, lấy luôn con nhện Quý. Không, còn lấy đi. Lát nữa mình đi kiếm thêm con khác. Kiếm luôn. Hôm nay là đi kiếm mồi mà. Lấy luôn cái lá sung về ghém luôn. Nếu cần thiết. Ôi, có tổ ong hình như ở đằng sau Quý ạ. Bị đốt à? Chắc là cái chỗ lúc nãy Quý ấy, đi qua ấy, hai con luôn mà. Chắc là đi vừa dính rồi. Đạp dính tổ nó rồi, vừa gại xong mà. Không, cái này nó dính tổ nó ở đấy thì không để ý. Đây kìa. Ra mạnh nhanh thật. Đốt tao à? Chỉ cần hơi khói thôi là được. Cái tổ này đẹp này. Đốt toàn thì còn nhện. Ai bảo vừa gại nó xong, vừa gại làm giả xong. Giờ đến lượt ăn quài trốn tay.
chạy à, chạy à. Đúng không? Đứng lên chứ. Đứng lên chứ. Cái kia thấy nó xuống ngay gốc hoa mua kìa, gốc hoa mua tím tím kìa. Bây giờ cả đúng luôn. Cẩn thận lửa anh nhá. Ở cái đám lau lách này là còn rất là khó dập đấy. Ô, tụi này nặng đấy. Ừ, tụi này to hơn. Đặc đấy. Ô, đặc mà nhờ. Tụi này kín mít luôn. Kín mít luôn. Thấy chưa, tụi thấy chưa? Đạp cái vào đó tổ luôn. Anh ơi, lên này. Cổ sát đất luôn à? Tí mà láo. Sát đất luôn, ngay gốc luôn. Suýt nữa thì quý lại dính thêm một trường nữa. Thiết bị đấy nó đốt vào tay ấy, nhưng mà nó đốt không trúng. Loại này hiện tại giờ bao nhiêu nhỉ? 2,1 triệu một cân à? 2,1 triệu một cân vỏ này các bác ạ. Còn cái cả nhộng cả như thế này thì là đang mua là 400, hơn 400 một cân. 420, 430 gì đấy một cân. Gọi như là 3 cân này có thể đổi được một chỉ vàng. 3 cân được chưa nhỉ? 3 mới là 3 cân cái sáp thôi. 3 cân sáp. Chưa, 3 cân sáp chưa được chứ. Phải được. Cho là 4 cân. 4 cân đổi được 1 cân vàng. À, một chỉ vàng. 1 cân vàng. nói lại rồi mà. Nhầm nhọt tí có sao đâu. Nhầm ít mà, nhầm có mỗi 1 cân vàng. Đấy, người ta bảo đừng có trêu ong nhá. Đéo khẩn cấp. Đây, cái đâu phải trêu đâu, đi lấy con nhện chúng nó chứ. Nhưng mà ai trêu trước chứ. Không, ai gại trước thì mới bị chứ. Cái lúc trêu không bị gì. Ồ, thường ngủ luôn nhỉ. Cái này bây giờ không đeo nhẫn được rồi. Đeo phải làm hai cỡ. Là phải là đặt nó tức là phải lấy hai. Cái ong này phải... nếu mà bị chích thì đau chừng tầm 30 phút các bác. Cái này là phải hai thứ nhẫn. Đau chừng 30 phút xong nó mới hết đau. Có đau ở đâu? Không đau nhưng mà sưng. Tầm 30 phút đúng không? Càng lắm rồi. 30 phút. Ông cháu ông Quỳnh bị ong này sưng rất là nhanh. Sưng vào nó đốt vào tay. Các bạn này một cái khớp. Và khớp xem. Và khớp. Và đây đâu khớp nó nhức. Nhức cực kỳ luôn. Tưởng là con gì cựa là bắt hết quý ạ. Ui. Bắt thêm con nhện nữa. Nhện này được nhiều chỉ con nướng thôi. Các bác thấy hai cái răng nó sắc chưa? Sắc rất là nhọn luôn. Này mà cắn đau lắm. Cắn lúc là sưng lên luôn ấy. Khoảng một ngày mà anh em đấy các bác ạ. Được 1 cân 3. Không có ong ăn. Anh em cân lên được 1 cân 3 cả nguyên cái này. Ui, làm được một mâm. Cái này lát nữa nấu nước uống giống như trên mình hay xem ấy. Anh em bắt được ít mấy con nhện luôn. Cái đấy là chắc chắn là cái con đấy là con của anh bắt. Không, con đấy bắt là bể răng hết của quý thôi. Quý. Con. Đấy. À, đấy là đúng rồi. Tại vì em bắt con nào em răng hết. Cái răng này các bạn rất là sắc. 1 cân 3. Giờ gỡ đi. Như cái này là hơi lâu đấy. 1 cân 3 tính ra giá hiện hành đang ở cái nhà là 401 à. Hay là khỏi cho nhanh. 312. Số 7 nha. Năm ngoái mình bỏ phí nhiều nhỉ. Năm nay là 2,1 triệu một cân vỏ này đấy. Đừng số 7 nha. Năm ngoái đang còn rẻ. Đúng rồi. 1 cân 3 là 400 là thành 500. Sao thế bạn ơi? 530 rồi. Này cả ngày nay anh em đi kiếm được 530 đấy các bác. Một ngày gọi là 3 công đây. Này giờ phải dùng nhíp rồi chứ không làm như năm ngoái được. Năm ngoái khò cho nó nhanh. Mà năm nay thì cái này là mình ăn 4 ăn, cân ăn, này 4 ăn cân cả đầu cả đuôi đây. Đổi được một chỉ vàng này. Một cây chứ. Và 1 cân chứ. Nhầm 4 cân. Nó nói là 4 cân là đổi 1 cân vàng. Nhầm ít thôi. Nhầm có mỗi 1 cân vàng mà anh em cũng thắc mắc mãi. 1 cân vàng. 1 cân vàng nó khủng khiếp lắm đấy. Mình kiếm được chỉ vàng đã nghe khó lắm rồi. 1 cân vàng. Mình nhầm những 1 cân. Với một cái cần nguyên tổ thì gỡ ra sẽ được 7-8 lạng nhộng các bác. Này còn cái tổ này thì là tầm 1 lạng rưỡi đến 2 lạng.
Vậy tính ra chỗ này bằng được 1 cân đấy nha. Một cân. Cân chỉ vào. Ủa, này 3 cân đi không? Thôi cũng đỡ đi. Không cần đâu mà. Không cái đỡ vậy. Để cho biết đường xem có 1 cân, 1 cân ong này được bao nhiêu cân sáp này thì biết này. 1 cân ong là mấy cân sáp? Cậu được bao nhiêu cân sáp? Yep. Đúng đấy, cũng nhờ 1 cân vàng rồi. Đó chỉ là câu nói thôi. 1 cân ong thì có bao nhiêu cân sáp? Lại được bao nhiêu cân sáp? Lại tiếp rồi. 1 cân ong bao nhiêu cân sáp rồi. Thế theo anh 1 cân ong là bao nhiêu cân sáp? Nhìn chưa? Cân nhiều lần là chả được đấy. Cân đi cân lại chả được mấy nhiêu cân đấy. Cân đi cân lại cũng vậy thôi. Nhưng mà đấy là cân đi cân lại cộng lại chứ. Đổ ra lại cân lại. Thôi được rồi. Anh về lấy cân đi. Cân lại. Cân luôn. Thật nhiều dầu. Thật nhiều mỡ. Để cho nó béo. Nóng. Hôm nay có còn có lấy không, đào thoải mái, không lát, không lát. Cái con kiểu đang còn phân, chưa đóng mũ, đóng nắp. Ong vàng chỗ em giờ bắt đầu có rồi các bác. Còn ong bầu thì vẫn đang còn bé lắm. Bát tô. Bầu bằng bát tô thôi. Nhưng mà nếu như mà có thể thì bí thì vẫn ăn được, nhưng mà vẫn đang tiếc các bác ạ. Anh em giờ bắt đầu lấy về treo dần. Tháng 9, tháng 10 thì lúc đấy là lúc nào cũng có ong để gửi cho các bác. Nhà cố gắng treo thật nhiều. Mỗi nhà lấy vài chục tổ ấy. Bữa nhộc ong đầu mùa. Thì về thì anh ăn chôm chỉa luôn cả cái bình măng ớt của vợ. Trộn đấy. Trộn. Thì em bảo chôm chỉa mà. Thơm lắm. Thơm lắm. Mở ra thơm. Cái này chắc làm lâu rồi đó. Làm được gần tuần nữa. Ăn ngon mà. Cái này ta mì tôm ăn tuyệt vời luôn. Có cái món này thì em lại nghiện mì tôm. À, hôm nay đi bắt ong. Khác nhỉ. Đeo hẳn dép tổ ong luôn. Cái cãi là phang vào luôn. Gặp phang luôn. Gặp phang luôn. Thêm đấy anh ạ, thêm ít măng. Thêm nhiều măng ạ. Thêm nhiều măng. Không lát là thì ăn kiểu gì măng chẳng hết trước. Rồi. Còn là tiết tổ với lại cà lốt nữa là chén. Em ơi. Ơi. Đang ngồi dưới thôi nhá. Ngồi thế nào cũng được. Ngồi dưới thôi, đỡ phải lên sàn. Cũng được phết nhỉ, nhiều phết nhỉ. Độ măng vào nữa. Nó nhiều. Nói rồi. Khô quá không ngon, khô nó teo mất. Mình phải ăn nó phải cắn, em phải nghe nổ bốp cơ. Thì phải thích người ăn, nhiều người thích ăn khô. Khô ăn nó không sướng. Đang còn sót. Không, măng cơ. Có nào nhỉ? Hay là lại chúng ai người ấy nhột? Không việc gì hết. Cái này thì mình nên vắt thêm một ít chanh nữa các bác ạ. Nhất là cái vị thơm của chanh là nó vị chua chua nữa. Nó ngon. Là mình mà có tương ớt mình dài vào nữa thì tuyệt cả nhà mời luôn. Rồi. Phải sắc sắc đấy chứ. Thôi, sắc lên lần sau. Được nhỉ. Rồi, mời trở đến chào nhà. Rồi cô. Mà pa có lục lan đâu. Còn nó giờ kia mai man đâu. Có cái lục to lắm. Đây, con chào đi, cho mời các cụ chưa nha. Đây lên anh. Rồi, một chùm mà thôi à. Nó chia đều mà. Là 3 đồng 1 lít. Rượu thì cứ muốn rót đầy. Thế là cái bát này bia là lại muốn giảm. Bia lại muốn rót ít. Mà cũng đúng rồi, bát này mình cứ bình thường 1 lon là đầy. Thế nhỉ, bát này được 1 lít luôn này. Thế mà mọi lần mình rượu mình cứ táng hai bát này thì đâu, bát này là 1 lon.
ba bát một lít. Đây, thì ba bát nhá. Em mời các bác nhá. Anh em nhá, mời các bác nhá. Làm hớp bia giải khát thôi anh em. Mấy ngày nay công việc thì cũng mệt các bác ạ. Hôm nay anh em nghỉ ngơi đi kiếm ong vàng một bữa. Ôi ôi. Từ nó lạnh quá. Lạnh mới sướng. Đây, mà sướng. Miếng đầu tiên nhá. Mời các bác. Có phải thay da ngon đấy quý, thấy nó nóng không? Không, cái này không cần đâu. Nóng đấy. Mời các bác nhá. Có phải chấm không quý? Không. Nhìn có đậu bắt đầu không? Có mà. Mình chơi kiểu này chứ. Bắt lá vào đây. Mang này lâu lắm rồi đấy. Thôi đâu mới làm. Đừng ớt vào nữa thì hôm nay mình không có ớt nhỉ? Không, có ớt, mang ớt à? Mang ớt mà. À đúng rồi, mình có mang ớt rồi. Đấy, ăn như ăn gỏi các bác ạ. Em mời các bác nhé. Con này là con gì nhỉ? Không ăn mực ong. Đấy, chắc phải nướng ăn mới ngon. Ừ, phải nướng đúng rồi. Ăn miếng ong không? Nói. Được. Nóng quá quá. Vừa luôn nhỉ? Ừ. Vừa vị luôn. Làm miếng này nóng đấy nhỉ? Tuyệt vời. Này. Miếng to quá. Bỏ cái này vào. Đấy này, vào cho nó mát. Nóng quá. Đấy, xúc xúc cả khía này. Tấp vào. Sao con miếng ớt không bỏ vào luôn đi. Nó tại nó không vào đấy chứ. À? Tại nó không vào đấy nhá. Dính dính. Ồ dính dính dính. Đấy. À. Có tí lá vào nó mới ngon đúng không? Có tí lá vào nó mới thơm thơm. Đây là ong đầu mùa các bác, chưa vào tầm tháng 9, tháng 10 thì lúc đấy anh em không muốn ăn ong nữa luôn. Ê, nói thế thôi. Ăn nhiều đâu ngán đây chứ. Vẫn ăn được liên tục. Không ngán đâu đó. Không ngán đâu. Em ăn, chẳng ăn được mấy. Ong ăn lá nó thơm nhỉ. Ngon. Rồi, chúc mừng bữa ong đầu tiên anh em mình năm 2024. Đây mới là ong vàng. Anh em nhớ nha. Còn lại bát này một lon là 350, 330. Một bát một lon mà một lon rót đầy luôn đó. Như vậy hai bát là tương đương với một chai 65. Đúng rồi. Này mình cứ tương hai bát là sẽ chẳng hết một chai à? Rượu á. Đấy. Hôm thì mình hàng làm hai bát rưỡi thì có mà. Cái đấy đang giấu rồi thì nên, cứ khơi khơi tha thế nhỉ. Cho nên mới nhận thông giá. Khơi khơi. Ba bát mới nhận thông giá. Có lẽ là mình phải nhận là mình là gọi là nhóm ăn nhậu chuyên kiếm đồ nhậu nhất. Cũng không phải là nhất thôi mà là nhóm ăn nhậu thôi. Nhất. Chuyên kiếm đồ nhậu nhất. Nhưng mà thông giá còn nhớ không? Nhớ chứ. Ếch kêu kìa. Ếch kêu kệ thôi. Ếch nhà tự nuôi mà. Ếch đấy khôn lắm, khó bắt lắm. Ếch ngay trong lán này, khó bắt lắm các bạn. Rộng quá. Nó rộng quá. Lâu lắm rồi. Cho hai anh em lên màn hình tí. Cùng ý là cùng lên. Ê, không chào mà. Em mời các bác. Hết nhá. Thật luôn. Không. Thì nói thì hết hay không tí em. Ok. Mẹ bắt đầu gạ, hết luôn. Gạ hết nha. Gạ đoàn này đấy. Này gạ đoàn này đấy, đây không hết. Đây là cái kiểu đấy. Gạ tiết tô này. Ồ. Mút ốc. Này. Thế là xoay nhá, quý. Thế là hay đi. Ai gạ. Ngứa đòn. Ngứa đòn, gãi đòn. Đã nghiện này còn ngại. Thôi. Em hết nửa thôi. Sao? Nghe một nửa thôi. Làm không được thì đừng, tuần sau thì đừng có mà gạ.
Em không nói gì đâu nha. Đây không đâu có dám đâu. Đây. Đừng chơi bòi trò cắt cốc với Quý, Quý làm thật đấy. Không, nó đâu cũng làm. Đang nói với Tự, Quý cứ nhảy vào như vậy. Lâu lâu cho lên màn hình tí để cho các bác xem còn đẹp trai hay không. Đẹp trai không. Dạo này châu chấu ăn hết tóc của các bác. Đâu. Người thông minh là người hay đụng tóc. Miếng to vào. Ăn phòng mồm mắt trợn lên chứ. Tranh thủ mình cầm máy. Kiểu như giống như là chết rồi. À. Còn đâu? Là một chai nữa thôi. Một chai. Tiêu chuẩn là mỗi người một lít các bác ạ. Nhưng mà chưa hết, ba lít đâu, nhưng mà tình hình cái đó là anh thấy cái thìa nó không ổn định đâu nhá. Đấy. Là một chứng nhá. Thìa ấy, thìa không ổn định như đúng của chủ nhân đâu. Không, cái này cũng không biết đâu nhá. Không biết. Không biết. Cái đấy thìa là đấy thôi. À, đó là này, biết rồi đúng không? Không, không biết đâu nhá. Thìa nằm ngửa. Ủa đấy. Đấy. Thôi, quý, để còn nha, để sau nha, chờ nha. À. Lâu lâu. Đang lâu lâu tự đang chờ. Chút chút mãn. Rồi hết nha. Không sợ, không thiệt đấy. Hết rồi nha, đừng có ngồi đoái nha. Con này thì phải nướng anh em, nhưng mà ăn vẫn ngon, béo. Bác ạ, có lẽ là thời lượng video của anh em đến đây là lại xin phép kết thúc à. Anh em ăn uống lúc rồi à. Công việc thì lán thì cũng tạm ổn rồi. Sau chuyến này thì anh em sẽ lại tiếp tục lên rừng đó các bác. Ở nhà nhiều tù hết người rồi. Anh em sắp tới lại vào rừng thôi. Các bác đã theo dõi tới đây thì một lần cho anh em, chúng em xin lượt like, lượt đăng ký các bác nhé. Để anh em có động lực ra nhiều video hơn nữa. Cuối cùng thì anh em, chúng em xin tạm biệt và hẹn lại các bác ở trong những video sau. Anh em tạm biệt các bác. Cảm ơn các bác nhé. Cảm ơn các bác nhé.